Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một vị tướng, đó chính là vị tướng Natalia, một vị tướng pháp sư chủ lực của tem ở đường mid. Cái vị tướng này á, chẳng nó rất là mạnh nha mọi người, cực kỳ là mạnh luôn. Đặc biệt là mùa rồi á, thì nó rất là mạnh, đa phần chơi là bị cấm. Lúc vô đầu trận cực kỳ là mạnh. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái vị tướng này về cái bảng ngọc nè, trang bị và cái phù hiệu, cách chơi của vị tướng này nha. Để muốn chơi tốt vị tướng này á, thì nó có hai cách. Một là theo cái lối chơi là đi gank, đảo lên liên tục. Hai là cái lối chơi đi thủ. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người á, nếu mà chơi tốt vị tướng này á, thì nên đi gank nhiều nha. Tại vì á, cái vị tướng này á, nó mạnh ở đầu trận là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có những cái hiệu ứng mà khống chế rất là tốt. Thì đi gank sẽ hỗ trợ đồng đội rất là kịp thời, nên là không cần hạn chế mà thủ thôi. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái bảng ngọc trước. Về ngọc đỏ 10 viên cho Natalia thì mình sẽ lên công phép và xin giấy phép nha. Còn ngọc xanh thì mình sẽ lên là xin giáp phép và tốc đánh cho Natalia. Còn ngọc tím thì sẽ có hai cách lựa chọn. Một là mình sẽ chọn cho vị tướng này là 10 viên tốc đánh tốc chạy. Còn hai là mình sẽ lên là 6 viên thôi. Còn lại 4 viên mình sẽ lên hút máu phép nha. 4 viên hút máu phép để giúp cho vị tướng này có một cái lượng hút máu ổn định. Rồi. Giờ trang bị cho Nata mọi người. Thì vị tướng này á, nó có hai cái trang bị mà mọi người không cần phải thay đổi nhiều. Thì giờ đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái trang bị đầu tiên nè. Đầu tiên mình sẽ lên chiếc giày bộ thủy nếu mà gặp tem bạn là một đội hình chuẩn. Còn ngoài ra nếu mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà khả năng khống chế tốt hoặc là pháp sư mạnh á, hai ba pháp sư á, thì hãy là chiếc giày kiên cường nha. Món thứ hai thì mình có thể cân nhắc nếu mà gặp tem bạn á có những cái vị tướng mà khả năng hồi phục tốt, hồi máu nhanh như là lưỡi bố kia gót á, thì hãy ưu tiên mình sẽ lên cái sách chi hồn, còn nếu không thì lên cái chuyện bùm nổ nha. Nếu mà tem bạn mà không có những gì tướng hồi máu tốt thì lên chuyện bùm nổ luôn. Và món thứ ba mình sẽ lên cái mặt nạ Vagis nha mọi người. Cái món này cực kỳ lợi hại nha, nó khắc đấu sĩ rất là nhiều. Thì đa phần chơi gặp tem bạn là toàn là đấu sĩ thôi, cũng ít pháp sư lắm. Nếu mà tem bạn mà ít pháp sư thì cứ lên cái mặt nạ Vagis này để mà khắc đấu sĩ nha. Tiếp theo là mình sẽ lên một món hút máu, chính là cái quyền trượng nha. Đó, món này cực kỳ hút máu rất là mạnh luôn nha mọi người, cực kỳ là mạnh luôn. Và món thứ năm này á, mình sẽ lên cái chuyện hôn men. Nếu mà gặp tem bạn có đã đòn, 1 đến 2 đã đòn nha, nó chơi tốt. Còn nếu mà đã đòn mà không tốt rồi á, ok, không cần lên luôn. Ưu tiên lên cho cái món không phép, đó chính là cái dương niệm nha mọi người. Đó. Và đặc biệt, nếu mà gặp tem bạn á, là có những cái vị tướng pháp sư á, mà hay là vị tướng diêu nè, vị tướng gia ta nè, nó cũng có chiêu ba cực kỳ lợi hại đó. Thì mọi người có thể cân nhắc lên cho quả cầu ăn xương cho vị tướng Natalia nha. Đó. Nói chung là chơi cái vị tướng này á, là ít khi lên nhiều cái build đồ lắm. Nó chỉ sử dụng 1 đến 2 cái build đồ thôi, rất là đơn giản, mình sử dụng hoài luôn. Tại vì vị tướng này á, thì nó rất là mạnh rồi. Nói chung là khả năng của vị tướng này có thể, nếu mà so với các vị tướng đi đường mid á, thì mình chiếm ưu thế cao. Rồi đây là cái phần mình chia sẻ về cái phần trang bị nha. Tiếp theo sẽ đi vào các phù hiệu. Phù hiệu cho Natalia thì hãy chọn cái thánh thần nha mọi người. Cái thánh thần này nó rất lợi hại nha. Nếu mà mọi người chọn cái bản ngọc mà nó có hút máu phép hồi nãy mình chia sẻ đó, 4 viên á, thì nên chọn cái thánh thần. Hoặc nếu mà đi 10 viên tấp đánh tấp chạy á, thì ngoài thánh thần ra mọi người có thể chọn được cái phù hiệu là thằng quan cũng được nha. Phù hiệu thằng quan này nó cũng phù hợp với bản ngọc mà 10 viên tấp đánh tấp chạy mọi người. Ở thánh thần đây thì chỗ này mình sẽ chọn tương phản nha. Chỗ này mình chọn thiên tâm, dưới đây mình chọn cái ma quả nè, bên đây thì mình chọn cái cường công nha mọi người. Đó, thì đây là cái phần mình chia sẻ về Natalia nha. Mọi người cứ dùng cái này mà chơi, đảm bảo mọi người leo rank rất là dễ dàng luôn. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người muốn làm gì ngọc vị tướng nào á, thì hãy like comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.